Không, để cho bên kia người ta chọn anh. Một mình anh là đàn ông thôi, để người ta chọn. Angela lên đi. Angela lên đi em. Rồi, Angela. Dạ. Angela chọn ai? Anh đàn đúng không? Không, bên mình tự chọn chứ. Không, bây giờ mình nhường cho người ta chọn luôn. Bên đây có một cái ưu đãi là em được quyền chọn ai thi đấu chung. Ưu đãi. Ưu đãi đó. Chọn cái là có khuyến mãi nữa. Dạ, em xin với chị Dạ. Có nghĩa là em nhận định là Lâm Vy Dạ yếu nhất ở đây. Yếu nhất. Đúng không? Hay. Yếu nhất. Rồi, mời người yếu nhất lên. Xin mời. Áp lực quá, anh nói cái chữ yếu em áp lực. Giờ ai lên ghế trước nào? Mình quảnh tù xì cho công bằng. Dạ. Dạ, 1, 2, 3. Thắng quyết định. Thắng thì phải đi lên sau chứ. Mời. Dạ vâng. Mời em. Dạ. Kính thưa quý vị thân mến, anh sẽ lên trên là lần thứ mấy em ngồi ghế này rồi? Dạ lần thứ, em nhớ là lần thứ ba. Ba đúng không? Anh cũng nghĩ là thứ ba hay thứ tư gì đó. Dạ. Mấy lần trước thì câu hỏi nó cũng chắc dễ hơn lần này. Nhưng mà ngày hôm nay anh vô tình lướt qua đợt một này là rất dễ luôn. Dễ lắm. Dễ em mà dễ gọi là dễ ẹt luôn á. Đây là những câu hỏi chúng tôi đã từng khảo sát học sinh lớp 3. Wow. Áp lực hơn. Wow. Tiếc mà mấy cháu trả lời câu được câu không. Nhưng mà nghệ sĩ thì chắc chắn là được. Anh nói gì người ta mới áp lực anh ơi. 2 phút dành cho Angela Phương Trình. Bắt đầu. Câu này vô cùng dễ, đầu tiên rất là dễ câu đối chữ ha. Con người sống ở thời kỳ nào có cái cổ rất lớn? Thời kỳ mình có quyền liệt kê ra. À dạ. Thời kỳ nào có thời kỳ gì đó, hồi xưa, hồi xa xưa. Sao cổ... có ai lượm là thời gì? Thời xa xưa. Cái cổ rất là to à? Cổ đại ạ. Cổ đại, người cổ đại lên. Dạ. Câu này dễ nè. Dạ. Vẫn là đối chữ nha. Diễm có đôi mắt mang mát buồn như muốn khóc thì gọi là gì? Diễm lệ ạ. Lên. Hồi hộp. Câu này chắc tôi nghi. Dạ. Xuống quá. Trong bài hát Đường Công, biết bài này không? Dạ biết ạ. À. Các chàng trai được ví là gì? À. Hát đi, hát đi. À, anh là bao chàng trai. Ôi anh nghe lối đó, anh luôn làm càng vui. Và đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Lời hai á. Sexy lady là gì đó? Nó cứ được. Thì bao chàng trai là Who là Nai ạ. Lên. Wow. Tiếp tục là tên một bài hát. Chị Tư Cẩm Ly là ca sĩ Cẩm Ly. Dạ. Thường hay gọi tên vợ của ai? Bài này là cũng là một bài quen thuộc của hai nữ ca sĩ. Một là chị Tư Cẩm Ly, hai là cố ca sĩ Phi Nhung. Và bài này Trường Giang là người đóng hài với cố ca sĩ Phi Nhung. Tiểu phẩm hài mang tên bài hát luôn. Nhắc thêm câu, tía má ơi ra đây tôi biểu coi. Cái đó nó nổi tiếng lắm luôn á. Đúng rồi. Cái tác phẩm đó rất là nổi tiếng. Dạ, cái tựa bài hát không? Ba chữ à? Là tựa bài hát mà cũng là tựa của một tía má ơi, không chính xác. Bé không biết rồi. Không biết, khó đoán lắm. Vợ thằng Đậu. Anh biết chứ một ca hát. Câu này đối chữ tiếp theo. Phương là một người tên là Phương. Dạ. Phương thích chở bạn bè đi chỗ này chỗ kia, nếu thuận đường thì gọi là gì? Ủa em ở quận 7 thôi. Dạ em ở nhà bè ạ. Thì đó, em ở nhà bè đúng không? Dạ. Thôi anh ở quận 7 nè. Dạ. Thôi mình đó, anh chở đi luôn. Phương tiện ạ. Lên. Đây là một câu thành ngữ. Dạ. Ai cũng biết. Người Việt Nam nào cũng biết câu thành ngữ này. Vô cùng dễ. Vợ chồng đang ăn cơm mà cãi nhau thì sẽ cảm nhận bữa ăn đó như thế nào? Dạ cơm không lành canh không ngọt. Lên. Hay. Dạ. Ngày quá. Biển bé cũng có bán cơm nên là bé bán đồ chai. Dạ. Cây cầu gì mà khi đi qua phải che cây dù dài 1 mét? Cầu vòng ạ. Cầu vòng. Không. Không chính xác. Cầu ô thước. Đây là cầu ô thước. Ô là dù và thước là mét. Dạ. Đây là một câu đố chữ. Dạ. Dân gian hay xài hầm gì rất lộn xộn. Dân gian hay xài lắm. Trời ơi. Ở ngoài chợ là các cô các chú xài rất là nhiều. À cho tôi bún đi. Bún gì vậy? Thì đó, bún hầm. Dân gian hay xài ạ? Sắn cấu rồi.
đi tới quán lẩu bò thì cô chủ quán của nó ăn lẩu bò đuôi hay lẩu bò lẩu đuôi hay là lẩu lòng hay là lẩu xương, thôi cho lẩu bò hầm. À, dạ hầm bà lần ạ. Ờ lần hầm bà lần. Dạ câu này là một câu đố mẹo. Nước nào tên có bốn lỗ? Bốn lỗ, bốn nước lỗ. Nào tên có bốn lỗ? Khoan nha, tên nước chỉ là tiếng Việt nha, không dùng tiếng ngoài nha, tiếng Việt. Ví dụ như nước Anh là tiếng Việt ha, nước Mỹ là tiếng Việt ha, dùng tiếng Việt. Nước nào ở châu Âu? Nước Áo ạ. Lên. Dạ. Hay. Như vậy là Angela Minh Trinh đã mang về ba đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Vậy là giỏi rồi. Dạ, cảm ơn anh Giang nhiều ạ. Giỏi rồi. Sau một thời gian ở ẩn khá lâu trên núi, bà Đen thì cháu đã về với đồng bằng. Và ngày hôm nay được trả lời được nhiều câu hỏi mà không ai nghĩ tới, đúng không? Như vậy là giỏi rồi, ba đáp án liên tiếp chính xác. Chúng ta gặp gỡ lại Lâm Vĩ Già. Ba đáp án liên tiếp chính xác, đó là kết quả của Angela Phương Trinh. Chắc chắn chị Già sẽ thắng ạ. Có ba thôi hả? Dạ. Thôi chị ơi. Đừng hỏi như vậy, nếu lát thua người ta sẽ chiếu lại khúc này rất nhiều lần. Ủa hồi nãy là ai đọc câu hỏi cho Trinh? Tôi. Thơm rồi. Tuyệt vời. Anh Giang vừa mới nói là anh Giang nói là cái câu hỏi này dành cho lớp 3 thôi. Nhưng mà chị nghĩ chị là... Chị có thể đừng nói để em đỡ áp lực không? Đi lớp 3 là thua con em nữa. Con em là đứa Út là học lớp 4. À vậy hả? Ờ em trả lời không được là em thua con em rồi. Không, làm không... sao em dạy con em được nữa đâu. Không sao em. Tại vì em có chị. Tại vì chị nghĩ là những cái câu hỏi mà lớp 3 chị đọc có là trở thành cấp 3 chứ không còn là lớp 3 nữa. Chị cố gắng giúp em qua câu số 4. Ok. Bé Hàn Quốc đây có duyên nè. Nếu mà em thắng vòng này em hứa từ nay về sau em không bao giờ thế chỗ chị nữa. Không bao giờ luôn đúng không? Em thề. Chị nghĩ là nên vậy. Em sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Ok. Kính thưa quý vị, Lâm Vĩ Dạ đến với chương trình nhanh như chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ: con người sống ở thời kỳ nào có cái cổ rất lớn? Thời cổ đại. Chính xác. Lại là đố chữ. Dạ, Diễm có đôi mắt man mác buồn như muốn khóc, gọi là gì? Diễm có đôi mắt buồn man mác. Diễm lệ. Diễm có đôi mắt man mác buồn như muốn khóc. Muốn khóc ơi. Diễm xưa như muốn khóc. Dễ mà chị gọi là vậy. Gì? Ôi. Lệ. Diễm lệ. Chưa sao. Ủa chị, hồi nãy em nghe anh Giang nói mỗi lần mà ai nói gần đúng là chị ớ. Chị không ớ vậy. Chị nói rồi. Chị nói là cái câu hỏi hôm nay chị đọc cho em sẽ là trở thành cấp 3 chứ không còn là lớp 3. Cấp 3. Hồi nãy Honeywell không ớ mà Angela ớ. Em thấy Angela vỗ tay em, tưởng Angela dụ em. Là thiệt hả? Trời, sống nghi ngờ quá. Rồi chị xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Chị ăn chay chị ơi. Ờ trời chị quên. Em có biết bài hát Đường Cong không? Em có nghe nhưng em không thuộc. Ai à, bởi vì em ít có đường cong trên cơ thể. Đa bây giờ thấy là... có mà em. Dạ, đa phần là đường thẳng song song thôi. Đố lời bài hát. Trong bài hát Đường Cong, các chàng trai được ví là gì? Ố ố la la đường cong em đấy mà. Ố ố la la ô sexy lady, anh đi qua lối đó. Lời hai chị ơi, lời hai. Thì em là ai mà bao chàng trai là vì em là ai mà bao chàng trai là này. Vì em đấy, em nhớ coi. Vì em là ai mà bao chàng trai là em ngất ngây. Bao chàng trai làm em ngất ngây. Suy nghĩ đi chị, không sao đâu, câu đúng câu này là bằng người ta rồi. Là có mấy chữ chị có thể cho em biết không? Là tan 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 ba nốt tan 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 tan. Là bao chàng mà bao chàng trai là con gì đây? Con gì đây? Là ông. Ông gì? Ông. Bây giờ ông là có nhiều loại ông nè. Ông mật nè, ông vò vẽ nè. Là ông vò vẽ nhìn em ngất ngây. Không được. Thôi cho em xuống, em mệt quá. Okay, chị em tự thấy mệt. Ok, không chính xác. Dạ. Đây là hưu là nai. Câu hỏi tiếp tục. Đố tên bài hát. Chị Tư Cẩm Ly thường hay gọi tên vợ của ai? Vợ thằng Đậu. Chính xác. Ấy chị qua cái kia chị thắng rồi. Đây là đố chữ. Phương thích chở bạn bè đi chỗ này chỗ kia, nếu thuận đường thì gọi là gì? Phương tiện. Chính xác.
Đỗ Thành Ngữ, vợ chồng đang ăn cơm mà cãi nhau thì sẽ cảm nhận bữa ăn đó như thế nào? Cơm không lành, canh không ngọt. Chính xác. Chị bạn em rồi có. Đời. Cho anh nghe câu tiếp theo ạ. Rồi. Đố chữ. Cây cầu gì mà khi đi qua phải che cây dù dài 1 mét? Thôi. Che cây dù dài 1 mét không thể là cầu Bình Lợi được, mà chính là cầu Ô Thước. Wow, chính xác. Tháng 7 mưa ngâu, bắc cầu Ô Thước. Rồi. Cho em hỏi câu tiếp theo. Thôi, chơi làm gì nữa chị? Trời ơi, thi ghét thiệt sự luôn chứ. Em thấy như vậy là đủ rồi. Rồi. Và bây giờ sẽ là đố chữ. Dạ. Hầm gì mà rất lộn xộn? Cái gì chị? Hầm. Hầm gì mà rất lộn xộn? Hầm gì mà rất lộn xộn? Lão gì? Đủ thứ. Không lẽ hầm thập cẩm ta? Vậy không? Dạ chưa nghe câu này à. Hầm tả bít lù thì nó kỳ quá. Không thể nào là hầm Thủ Thiêm được. Đúng không? Hầm lại biết có nhiều hầm. Hầm Hải Vân nè. Hầm. Thật ra cái từ này mình không hiểu nên mình không biết giải thích sao. Hầm đủ thứ. Hầm canh hả? Hầm xương hả? Hầm rau củ hả? Cái đó là hầm một thứ rồi chị. Thôi cho em xuống đi, em không biết đâu ạ. Em trả lời đáp án đại đi. Dạ, hầm Thủ Thiêm. Rồi, hầm trên xa. Trinh à, có thật là em 3 câu không? Có thật là em 3 câu ạ. Em xuống dưới đây là báo Trinh 5 câu không chị? Trời ơi, không có đâu. Bây giờ đáp án là hầm bà lắng. À, hầm bà lắng. Hầm bà lắng. Không biết cái từ này. Hầm bà lắng tắng cấu hả? Bà lắng hả? Trời ơi. Kính thưa quý vị, như vậy là Lâm Vĩ Dạ đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Harry biết hầm bà lắng là gì không? Dạ không. Ví dụ rằng sinh đê. Dạ. Là trong đó có dồi đúng không? Dạ. Nó có lòng heo là đúng không? Dạ. Rồi nó có thứ thì em muốn ăn thập cẩm á. Dạ dạ dạ. Em dạ. Có everything ở một chỗ á, mọi thứ trong cùng một thứ á, thì nó gọi là hầm bà lằng. À. Ở ngoài Huế thì gọi là lộn xộn. À. Đó, là nhiều thứ, là thập cẩm là mix á. À, vậy là coi như là thập cẩm, muốn ăn thập cẩm là mình nói. Ủa, là mà từ muốn đó là của Việt Nam bà lằng. À. Từ đó là thực sự là không biết trong từ điển nó có hay không, nhưng mà cái từ dân gian người ta hay dùng á, hầm bà lằng. Tả bí lù cũng là cái bằng ý nghĩa đó, lộn xộn, thập cẩm đều chung một ý nghĩa là nhiều thứ vào một thứ. À ha, giờ em học được. Xin mời em. Em muốn anh Đạt phải đưa em về. Đúng không ạ? Đây được à, về em ơi, về về. Em có nói đôi lời với đối thủ không à? Dạ không. À thôi về luôn. Rồi về. Yeah. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.